Đã bước vào những ngày cuối tháng 8 của tiết trời mùa thu miền Bắc, thế nhưng người dân vẫn chưa được cảm nhận không khí xe lạnh, gió heo may đặc trưng của mùa thu. Người dân Hà Nội nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung vẫn đang trải nghiệm thời tiết nắng nóng, oi bức, nhiệt độ khá cao dù đã sắp sang tháng 9. Vậy tại sao miền Bắc vào mùa thu mà vẫn nắng nóng như mùa hè? Ngay sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, thời tiết liên tục có nắng nóng kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu sự chi phối của rìa phía Nam dạnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, trên cao là hoạt động của khối áp cao cận nhiệt đới, nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời xuất hiện nắng nhiều, nhiệt độ vì vậy tăng cao. Đó là lý do các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn nắng nóng oi bức, nhiệt độ khá cao dù đã bước vào mùa thu. Trong 2-3 ngày vừa qua, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nền nhiệt phổ biến 33-35 độ, một số nơi xuất hiện nắng nóng, nhưng không quá gai gắt với mức nhiệt 35-36 độ. Ngày 31 tháng 8, khu vực Bắc Bộ ghi nhận tình trạng trời nắng nhiều. Hà Nội là một trong những nơi nắng nóng cao với mức nhiệt 35-36 độ. Từ chiều tối và đêm 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, nhiệt cơ mưa rông có khả năng xuất hiện bất chợt trong ngày. Trong ngày khả năng có nắng, nhưng không liên tục và không còn những điểm nắng nóng. Nền nhiệt phổ biến 32-34 độ. Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ ngày 2 tháng 9 tại miền Bắc khả năng vẫn có nắng nhưng sẽ không liên tục và không còn những điểm nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 32 đến 34 độ, thuận lợi cho việc du lịch hay các hoạt động vui chơi giải trí của người dân.